Xin chào tất cả mọi người. Mình hy vọng là tất cả mọi người luôn mạnh khỏe ha. Đây là món thịt băm trộn khoai tây phủ phô mai đúc lò ha. Thì trước đây mình có một cái video chia sẻ về cách làm này rồi ha mọi người. Giờ hôm nay cũng làm món ăn đó ha. Nhưng mà kỳ này á, mình muốn chia sẻ đến với mọi người cái cách làm hơi khác một chút xíu, là mình điều chỉnh lại cái nguyên liệu á. Thì nó sẽ có một cái vị khác hơn hồi trước chút xíu nha. Nếu mọi người thích, mình xin mời mọi người cùng vào bếp với mình nha. Giờ mình dời cái son khoai lang tây vô trong đó, mình để cái chảo đây là mình xào thịt. Tí xíu nữa mình sẽ nói về cái khoai lang tây nghiền hả mọi người. Ở đây mình có 30g bơ nha mọi người. Nếu mình không dùng bơ á, thích bơ á, thì mình có thể thế dầu nha, dầu ăn á, nhưng mà thì mình rỉ bơ thì nó sẽ thơm hơn, cái món ăn mình nó thơm hơn ha. Cái món ăn này nói thấy dễ nhưng mà thật ra không dễ luôn nha mọi người. Tại vì nếu mà mình làm nó không đúng cách với lại không có một cái bí quyết nào đó thì cái món ăn này nó sẽ khô, thật khô lắm, khô sẵn lắm nha mọi người. Bây giờ ở đây mình có hai củ hành tây nặng khoảng chừng 300g ha, với lại hai trái tỏi thì mình xay chung, mình xay nhuyễn nha mọi người, mình cho vô, mình xào cho củ hành nó thơm ha, chín với lại thơm đó, rồi sau đó mình sẽ bỏ các nguyên liệu khác vô. Rồi củ hành thơm được rồi ha, rồi mình cho cà chua vô. Ở đây mình có hai trái cà chua nặng khoảng chừng 190g được rồi mọi người. Ở đây mình cắt thành từng miếng nhỏ nè, cắt thành từng khúc á, bỏ ra vô ha. Rồi kế đến ở đây mình có 350g thịt bò xay nha. Mình có thể dùng thịt heo cũng được nha, hoặc hai loại thịt bò với thịt heo á, mình trộn vô cũng được luôn. Một muỗng canh bột mì đa dụng ha. Giờ mình cho chút xíu muối vô. Tiêu. Muối với tiêu là tùy theo khẩu vị của mỗi người ha. Mình cho tiêu nhiều quá thơm nha mọi người, còn muối nhiều quá thì nó mặn. Chứ tùy theo khẩu vị mà muối mình nêm ha, muối với tiêu á, tùy theo khẩu vị của mỗi người. Đây có một chút xíu thảo mộc khô nè mọi người, bỏ vô cho nó thơm. Nếu không có thì không sao, nhưng mà nó không thơm thôi hả mọi người. Mình thấy thịt bò chín rồi ha, thì mình sẽ để phô mai vô. Ở đây mình có 100g phô mai bào nha. Bây giờ mình cho một ít vô trong thịt nha. Mình cho vô thịt khoảng chừng 30g là được rồi hả mọi người. Đó, trộn lên. Mình nêm coi vừa ăn chưa, là cái mình tắt bếp nha. Ở đây mình thấy vừa ăn rồi nha mọi người, bây giờ mình tắt bếp. Thì tắt bếp đó mình cho cái trồng vàng của trứng vô. Mình tắt bếp mình mới cho cái trồng vàng trứng vô ha, mình mới cho trứng vô nha mọi người. Rồi, xong rồi đó mọi người. Giờ mình cho vô khay. Giờ mình cho thịt vô khay ha. Ôi, cái son nặng quá, trùm luôn cái chảo.
cầm cống cống luôn á nha mọi người. Đó, mình cho nó vô đây ha, chút nó về để cho mọi người thấy á, bỏ tay luôn á. Trải ra vậy ha, chút xíu nữa mình sẽ để khoai lang nghiền lên rồi cái mình đem nướng là xong đó mọi người. Với cái số lượng của các nguyên liệu ngày hôm nay á, thì cái món ăn này á, là cho 3 người nha. Cái này cho 3 khẩu phần ăn đó mọi người. Rồi, giờ mình chờ cái khoai lang tây chín mình nghiền mình để lên ha. Mình trát lên. Ở đây mình có 400g khoai tây ha. Rồi mình gọt vỏ rồi mình cắt mỏng mỏng ra. Cái mình chế nước cho nó ngập khoai rồi cái mình đem luộc hết mọi người. Mình thấy khoai lang tây mềm rồi đó mọi người. Bây giờ mình tắt bếp mình nghiền ha. Giờ mình đem chắc nước ra đó mọi người. Cho vô miếng sữa nha. Nếu mình không có thích ăn sữa thì mình khi mà mình chắc nước ra đó mình chừa lại khoảng 2-3 muỗng nước luộc khoai để mình nghiền á. Nếu mình không ăn sữa ha. Khoai nó khô khó nghiền. Đó, giờ mình dầm nó ra, mình nghiền ra. Đó, mọi người thấy á, giờ mình nghiền nó dễ dễ sợ luôn á. Mềm, mình nấu mềm nó nghiền nhiều mau. Cho chút xíu sữa nữa đi. Nghiền mình thấy nó sạch sạch á, chứ nó đừng có lỏng nha mọi người. Nếu mình nghĩ thì 3 muỗng canh sữa chắc được. Với lại 400g bơm đờ te nè. 400g khoai tây. Vậy được rồi đó em mọi người ha. Khoai lang tây mình nghiền vậy là được rồi nha. Bây giờ mình sẽ để lên thịt ha. Chắc đều ra ha. Rồi, xong rồi ha. Giờ mình sẽ gấp phô mai để lên. Gấp để lên. Cái món ăn này á, mấy đứa nhỏ nó thích lắm nha mọi người. Mà bây giờ mà xem mình nghĩ từ nhỏ tới lớn ai cũng thích món này ấy. Món này dễ ăn ngon. Nhưng mà mình phải biết cách làm nha. Tại vì mình thấy dễ chứ mà thật ra không có dễ. Không phải đó, mình thấy nó nói thịt bò xay rồi cái xào củ hành cái mình để lên cái mình trộn khoai lang tây vô cái mình nướng là ăn được là ngon đâu mọi. Ăn được á nhưng mà không có ngon đâu. Thịt nó khô lắm á. Khô rồi sẵn lắm. Cho nên mình cũng phải có chút một chút bí quyết. Thì mình hên quá mình gặp được cái công thức này ha. Cái công thức làm cái món này nè, quá ngon luôn. Mình cho hết phô mai vô luôn rồi đó. Bây giờ mình sẽ đem nướng nha. Đem bỏ vô lò mình nướng. Rồi cái lò này là mình đã làm nóng rồi để mình nướng cho nó mau ha. Thì ở đây là mình nướng với nhiệt độ là 200 độ C nha. 200 độ C. Mình nướng đến khi nào mình thấy cái mặt trên của khi nào mình thấy nó vàng á, ở trên cái mặt nó vàng đều là được em, cho tầm khoảng 20 phút. Rồi. Rồi mình nướng xong rồi nè mọi người. Bây giờ để mình cắt thử ra miếng nha. Bây giờ để mình cắt ra miếng nè ha. Trời ơi giòn gụm luôn mọi người. Ôi, rồi thấy không, nó giòn gụm luôn nè. Thấy mềm luôn á. Ôi, đó nè. Đó, mình cắt ra miếng nè, để cho chúng. Thì lần này mình có điều chỉnh lại một số nguyên liệu á. Nếu mọi người thích thì làm theo cái video, cái cách làm này ha. Nếu không thì cứ làm theo cái video kỳ trước nha mọi người. Đó, bên trong nè mọi người. Rất là mềm, không khô nha. Rất là mềm luôn á, ngon lắm á. Rồi trên đây ăn giòn giòn nè.
cái phô mai với bên người ta đó, mình nướng mình rắc phô mai lên nó ăn giòn giòn nha. Còn đây nè, mọi người thấy thích không? Rồi vậy là cái món của mình đã xong rồi đó hen. Cái món này á, mình ăn kèm với xà lách dầu giấm ha mọi người, ngon lắm. Ngon khủng luôn đó nha mọi người. Ngon dữ lắm. Hôm nay mình xin được kết thúc video đây. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video. Nếu thích video, xin nhớ bấm cho mình một like nha. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình với nha. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin chào tạm biệt. Bye bye.